Xin chào và rất vui được gặp các bạn trên kênh Hóng Phim. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những bộ phim nào hay và hấp dẫn nhé. Bạch Lộc là nữ diễn viên đang lên tại làng giải trí xuôi trung. Cô từng gây sốt trong các bộ phim như Chiêu Diêu, Học viện Quân sự Liệt hỏa, nửa là đường mật, nửa là đau thương. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang gặt hái được thành công, Bạch Lộc còn được chú ý với tin đường tình cảm cùng đàn em Hứa Khải. Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994 tại Thường Châu, Trung Quốc. Những bộ phim nổi bật cô tham gia như Chiêu Diêu, Học viện quân sự liệt hỏa, Thế giới nợ tôi một mối tình đầu, Nửa là đừng mật, Nửa là đau thương. Những thông tin về Bạch Lộc không nhiều, chỉ có một vài chi tiết cho biết. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, Bạch Lộc đã sớm yêu thích làn sóng âm nhạc Hàn Quốc. Tới năm 18 tuổi, được mẹ ủng hộ thực hiện ước mơ làm idol. Bạch Lộc đã mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn thực tập sinh cho nhà SM Entertainment tại Thượng Hải nhưng không thành công. Thế nhưng, niềm đam mê trở thành người nổi tiếng vẫn cháy trong người mỹ nhân 9X. Cô tiếp tục chọn con đường khác, đó chính là dấn thân và showbiz thứ chung. Ban đầu là làm người mẫu, đóng vài bộ phim ngắn. Qua vài năm, khi Bạch Lộc chính thức trở thành gái nhà vô chính, cuộc đời cô dần bước sang trang mới vốn sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào nữ tính nên bạch lộc cũng được trao cho các vai phụ hiền dịu mờ nhạt cho tới khi đóng vai chính trong phim chiêu diêu tên tuổi của bạch lộc mới thật sự tỏa sáng hình ảnh đại ma đầu lạnh lùng ác bá vô cùng mới lạ đã thành công ghi dấu ấn trong lòng khán giả đây cũng là bộ phim đánh dấu sự nên duyên màn ảnh đầu tiên của bạch lộc và hứa khải sau thành công của chiêu diêu bạch lộc tái xuất với khán giả qua phim chiếu mạng học viện quân sự liệt hỏa đây cũng là bộ phim tiếp theo mỹ nhân 9X đóng vai nữ cường và lại kết hợp cùng với Hứa Khải. Dự án nhận về vô số lượt thích nhờ nội dung hay, đặc biệt là tạo hình giả trai của Bạch Lộc. Qua hai dự án đã đưa tên tuổi của Bạch Lộc trở nên tỏa sáng, cô nhận được nhiều dự án và các hợp đồng đóng phim khác. Nhưng cho tới nay, có rất nhiều tác phẩm mà Bạch Lộc tham gia đang đắp chiếu chưa có lịch lên sóng. Nhưng may sau tên tuổi của Bạch Lộc lại một lần nữa được hâm nóng khi bộ phim Nửa là đường mật, nửa là đau thương vừa được trình làng. Là một bộ phim truyền thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, vốn đã gây ấn tượng về nội dung cho tới khi thành phim lại lần nữa trở nên hot hơn bao giờ hết. Nửa là đường mật, nửa là đau thương là tác phẩm nổi bật vào nửa cuối năm 2020. Có thể nói dù khoác lên mình hình tượng ngự tỷ hay thục nữ, Bạch Lộc cũng thể hiện rõ được khí chất, khía cạnh của từng nhân vật và giúp tác phẩm trở nên nổi bật hơn. Tuy nhiên, Bạch Lộc là người theo trường phái thực lực, không phải là bình hoa di động. Những bộ phim cô đảm nhận đều thể hiện được khá tốt, nhưng để trở nên lột sắc hơn nữa, Bạch Lộc cần phải trau dồi thêm. Vậy bạn trai của Bạch Lộc là ai? Sau khi nên duyên qua vài bộ phim, Bạch Lộc và Hứa Khải được xem là cặp đôi màn ảnh nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả, nhưng cũng là cặp đôi gặp nhiều scandal tình cảm nhất. Vào thời điểm Hứa Khải nổi danh qua bộ phim Diên Hy công lược, bạn gái cũ đất tố cáo nam diễn viên chín X bạo hành cùng lúc đó tin đồn hứa Khải và Bạch Lộc quen nhau nổi lên nhiều khoảnh khắc tình tứ của cả hai tại phim trường được cho là bằng chứng nam diễn viên đã ngoại tình với bạn diễn ngay cả khi phóng viên chụp được cảnh thân mật của cả hai nhưng cặp đôi vẫn chưa một lần lên tiếng về chuyện tình cảm của mình vào năm 2020 có tin đồn hứa Khải và Bạch Lộc đã chia tay sau hai năm quen nhau đầy thị phi cụ thể họ đều bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội nhưng đó vẫn chỉ là tin đồn Chúng mình là phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim ngôn tình hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh cùng biểu tượng cái chuông nhỏ bên dưới góc màn hình để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra rồi mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.